Liên quan đến vụ thầy lang ở Bắc Giang bị tố chữa hiếm muộn cho bệnh nhân bằng cách quan hệ và khiến chị này có thai từng gây chú ý dư luận. Mới đây, thì Công an huyện Lục Ngạn Bắc Giang cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự việc thầy lang này vì không có đủ chứng cớ. Trong khi đó, gia đình người bệnh không đồng tình và sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại để điều tra lại. Trước đó, gia đình này tố ông Vũ Trọng Hải, 46 tuổi, có hành vi chữa hiếm muộn vô sinh bằng cách cưỡng ép một người phụ nữ quan hệ tình dục, làm chị này mang thai và sinh ra hai cháu bé. Đều có cùng huyết thống với ông Hải. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức đối chất giữa hai bên. Ông Vũ Trọng Hải thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục vì chị Liên tha thiết sinh con, không có chuyện ép buộc. Trong khi đó, đại diện gia đình này cho hay không đồng ý quyết định không khởi tố và sẽ tiếp tục khiếu nại gia đình mong muốn các cơ quan tố tụng sẽ khởi tố xử lý thầy lang và buộc ông ta có trách nhiệm với hai cháu bé. Theo cơ quan công an, ông Vũ Trọng Hải bị xác định vi phạm luật hôn nhân gia đình, khám chữa bệnh không phép. Cơ quan công an sẽ đề nghị các đơn vị có thẩm quyền xử phạt hành chính.